Hello các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hà tìm hiểu về danh họa Nguyễn Phan Chánh nhé. Ông sinh ra ở Hà Tĩnh và mất ở Hà Nội. Bút danh của ông là Hồng Nam. Ông Nguyễn Phan Chánh là một danh họa vẽ trên vải lụa. Chủ đề chính của ông là người nông dân, đặc biệt là người phụ nữ nông dân và trẻ em. Ông là người đầu tiên mang vinh quang về cho tranh lụa Việt Nam. Thời nhỏ, với bàn tay khéo léo của mình, ông đã vẽ tranh và làm tò he để đem đi bán, phụ giúp kinh tế cho gia đình. Và việc học của ông không mấy được thuận lợi, ông hay bị bạn bè trêu chọc. Sức học của ông không mấy xuất sắc, mà ông còn khá chậm. Khi đi học, ông thường mang theo cây dù yêu thích của mình. Ông để cạnh mình mỗi khi ông vẽ tranh. Điều ấy lại càng làm cho những bạn học chung lớp với ông cảm thấy không vừa mắt chút nào. Và họ thường lấy những điểm yếu của ông ra và chỉ trích. Không biết ông Nguyễn Phan Chánh sẽ đáp lại với những lời chê bai của những người bạn ấy như thế nào ta? Từ lúc nhỏ, ông đã rất là giữ lời hứa. Vào một dịp năm mới, ông đã vẽ tặng cho mẹ và em gái của mình một bức tranh để treo trong nhà. Lúc ấy cũng đã có rất nhiều người đến hỏi mua tranh của ông. Nhưng ông đều xin lỗi, ông không thể bán nó được vì ông đã hứa tặng cho em gái của mình và mẹ rồi. Và khi trưởng thành, không biết ông còn giữ lời hứa như vậy không nhỉ? Xin chào thầy cô và các bạn. Hôm nay con sẽ kể về ông Nguyễn Phan Chánh. Ông Nguyễn Phan Chánh rất là giữ lời hứa. Đây là một ông lão đi vô cửa hàng của ông Nguyễn Phan Chánh. Ông trả tiền cho ông Nguyễn Phan Chánh và ông nói: cho tôi bức tranh này. Mà ông Nguyễn Phan Chánh ông nói: à, bức tranh này có người đặt hàng rồi. Mà trong khi ông này rất muốn bức tranh này. Và ông này nói nữa: ông hãy copy cái hình ảnh này cho tôi nhanh lên. Ông Nguyễn Phan Chánh nói: tôi không thể, bức tranh này tôi nhiều sức lực để vẽ nó, tôi không vẽ lần hai nữa. Và ông lão ông bắt đầu tức. Và ông này nói ra sự thật: nhiều khi tôi hứa với người khác rồi là không được bỏ lời hứa. Tôi là họa sĩ chứ không phải là người copy hình ảnh. Ông mà lựa hình khác đi. Và ông này rất tức và ổng đi về, không thèm mua nữa. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã coi clip của con. Bye bye. Cũng vì cái tính giữ lời hứa đấy mà ông cũng gặp một số khó khăn khi phải làm hài lòng người khác. Ông đã từng nói một câu mà làm cô Hà và mọi người phải suy ngẫm: tôi là họa sĩ chứ tôi không phải là một nhà nhiếp ảnh. Ông quan niệm khi được là chính mình, lúc đó chúng ta mới thật sự được tỏa sáng. Chúng ta không cần biến mình thành bất cứ một ai, hãy là chính mình với một phiên bản tốt nhất
Chúng ta hãy cùng nhau học hỏi và noi theo tấm gương tốt đẹp của danh họa Nguyễn Phan Chánh các bạn nhé.